Ở giai đoạn trái hồ tiêu vào chắc, dinh dưỡng là yếu tố rất quan trọng. Nhà vườn cần bón phân ra sao để hồ tiêu đạt các tiêu chí về trái lớn, nhân to giai đoạn này? Những nội dung này sẽ có trong chương trình Canh tác thông minh ngày 4 tháng 9 năm 2022 với phần tư vấn cụ thể của tiến sĩ Tôn Nữ Tuấn Nam. Phân bón đầu châu, bạn đồng hành của nhà nông.